Tập 37. Thầy Mẫn, thầy Mẫn, thầy không sao chứ? Cô Bạch, cô Bạch, hãy đường cổ ở chỗ người Nhật. Yên tâm, đây đều trong kế hoạch của chúng tôi. Thầy nhanh tới nơi an toàn trước đã. Cao Lâm, đưa thầy Mạnh tới hang tiêu thạch trước, bảo vệ tốt cho thầy Mạnh. Cô Bạch, vậy hãy đường thì sao? Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy. Nhanh đi, cô cẩn thận đó. Mạnh tiên sinh, đi. Nhanh lên, dừng tay. Okayama Shidichi, bác Lăng, võ đinh giáp trong tay anh, nếu như không có chứng thực của Lăng mẫu tôi thì ai thèm tin chứ. Phải rồi, anh Tăng Mục, lúc anh xây phòng thí nghiệm này để tránh người Nhật quấy nhiễu, có phải đã xây một căn phòng bí mật không? Ông già này, cái hầm tôi làm cuối cùng cũng dùng tới rồi. Tôi đã làm một cái hầm ở đây. Mọi người đoán thử đi, đoán thử đi. Căn phòng bí mật ở đâu? Chính là ở trong phòng này. Mọi người đoán thử đi, tôi làm hầm ở đâu? Sao đoán được chứ? Quả nhiên là mật thất thông với hang động dưới đất. Quá tốt rồi. Anh Tăng Bụt, nếu nói như vậy tôi phải ở lại. Nếu Hải Đường ở đây một mình thì tôi không yên tâm. Bác, ở đây thì có khác gì để bác rơi vào nguy hiểm? Con gái, tâm tư của cháu bác hiểu, nhưng mà cháu nghĩ thử, nhiều người như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì kế hoạch của chúng ta sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn. Tôi ở lại ít nhất có thể ngăn chặn Okayama. Trương Khải là người tin tưởng. Những người trẻ tuổi ở đây tôi đều tin tưởng, nhưng mà xin mọi người cho tôi một cơ hội, xin hãy cho tôi cùng tham dự được không? Lăng tiên sinh, Lăng tiên sinh, giờ phút của cô Mạnh, máy ảnh X-ray đã kiểm nghiệm mực đỏ trên miếng giáp này quả thực là chu sa kết hợp hematit. Không biết Lăng tiên sinh còn có điều gì cần nói? Sơn Xuyên Chi Linh, Tiên Tổ Chi Đức, Nhất Mỹ Nhược Tư. Vậy Lăng tiên sinh cũng cho rằng đây là võ đinh giáp thật? Nếu như muốn nói đó là võ đinh giáp thì có phần buồn cười. Lúc thật lúc giả. Lăng tiên sinh, ông tưởng có thể lừa được tôi sao? Nói đó thật cũng được, giả cũng được, tôi đương nhiên sẽ chứng minh được. Okayama tiên sinh nếu không tin thì có thể bắn chết tôi ngay. Ông tưởng tôi không dám giết ông sao? Lăng tiên sinh, ông sai rồi. Cho dù bây giờ tôi lấy mạng ông, rồi ngón tay cái của ông điểm chỉ tùy ý, thì người đời đều cho rằng chuyên gia giáp cốt văn nổi tiếng thế giới như ông đã khuất phục rồi, đồng ý với những gì tác phẩm tôi viết. Nghiên cứu ông làm mười mấy năm nay toàn bộ đều sai. Cái gọi là thời ân thương đều là giả dối. Còn dám khoe khoang cái danh học giả của mình, nói năng bừa bãi vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Nói thật với hai người nhé, tên tuổi đại học hoàng gia Tokyo của tôi vốn dĩ là giả.
Tôi không ngại để hai vị xem thử thắng lợi của tôi, xem cho đã rồi hắn chết. Gửi điện văn. Dừng. Bác Lăng, tôi đọc, cậu gửi. Dừng. Giáo sư Lăng Vấn Nhạc, khoa lịch sử Đại học Phục Hoa. Từ 3 năm trước sau khi thu hồi bản thảo sách ân đại lịch pháp khảo, trải qua 3 năm thông báo biên soạn thất bại, đồng thời hiến tặng bản gốc. Võ Đình Giáp quý giá, thể hiện sự từ bỏ không ngần ngại. Và như vậy tạm biệt nghiên cứu về Giáp Cúc Văn. Giáo sư Lăng chính thức phát biểu rõ, trải qua hơn 10 năm chuyên tâm nghiên cứu, ông ấy đã đưa ra kết luận cái gọi là thời đại ân thương, trước nay sự thật chưa từng tồn tại. Ông ấy cho rằng hễ là ân thương thì đều là phi chính sử. Hai một hai bảy rồi, dự tính 30 phút nữa sẽ tới địa điểm mục tiêu. Bắt đầu hạ thấp độ cao xuống 1000 mét, sang trái 2 độ, sang phải 2 độ. Tiểu Tiêu à, buổi họp báo hôm nay toàn bộ dựa vào cậu đấy. Bằng tất cả mọi giá phải ngăn chặn Khan Lãm Sam phát hành ân đại lịch pháp khảo. Anh nói đi, rốt cuộc muốn tôi làm gì? Giết bà ta. Lăng Thị thừa nhận, chính sử Trung Quốc trên thực tế chỉ có thời gian hơn 2.000 năm. Về hai triều đại ân thương đều là truyền thuyết. Okayama, anh tưởng anh nói mấy lời dối trá, sau đó in ấn dấu tay của tôi lên, người đời sẽ tin sao? Lời nói dối lặp lại 1000 lần thì cũng là thành chân lý. Lăng Dương Nhạc, bây giờ ông đã rơi vào tay tôi, thì tôi sẽ không cho ông cơ hội sống để sửa chữa đâu. Tiếp tục phát công văn đi, Okayama. Nếu như bây giờ tôi có thể chứng minh Võ Đình Giáp không hề xuất phát từ thời Võ Đình Dương, anh nghĩ thế nào đi? Chờ lát hẳn phát thảo. Ngài Okayama, Võ Đình Giáp đỡ trong tay rồi. Hai người này hoặc là giết hoặc là giữ, bớt liên thiên với chúng, nhanh chóng xử lý đi. Chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Ngài Ando đừng nóng vội. Lăng Vấn Nhạc nói đúng. Nếu như có được lời xác thực từ chính miệng ông ta, chúng ta ghi âm lại, chụp hình lại thì có sức thuyết phục hơn so với một bài diễn văn. Tôi tùy tiện nói ra. Hơn nữa ở vùng núi Quan này, bọn họ có thể đi đâu chứ? Sư đoàn 56, còn hơn nửa tiếng nữa là có thể tới Hồng Thạch rồi. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Văn nhân trong thiên hạ đều khó làm nên việc lớn. Lập tức dẫn thuộc hạ phối hợp với quân đội ở đường Hồng. Dương, cậu xem tình hình mà làm. Dương, anh Hồng Ân, Thiển Anh, chào hỏi trước đi. Được được, mình đi một lát. Cậu đi đi. Anh Hồng Ân, chẳng phải anh đi cùng bác Mạnh tới Điền Tây sao? Họ không sao rồi à? Vậy cha em với Hải Đường đâu? Anh trốn ra đường.
Dường vẫn còn trong tay người Nhật. Vừa nãy em nói cha em với Hải Đường là có chuyện gì chứ? Họ tới Điền Tây cứu Bắc Mạnh rồi. Còn cả chị Trân Châu nữa. Cái gì? Trân Châu cũng đi à? Cô ấy đi làm gì chứ? Chị ấy nói chị ấy có tài nguyên của chính phủ, lúc cần thiết có thể góp sức cứu Bắc Mạnh ra. Phải rồi anh Hồng Ân, trước khi chị Trân Châu đi, bảo em bắt buộc phải đưa bức thư này giao tận tay anh. Thiển Anh, Thiển Anh, qua đi nhanh. Em đi chào hỏi trước đã. Tiêu Hồng Ân này dễ lung lay, phải chuẩn bị một người dự bị. Vâng. Người có nhân cách, báo có báo cách, quốc có quốc cách, tam cách không tồn tại. Người không phải người, báo không phải báo, quốc không phải quốc. Nếu như có thể hiến thân cho báo chí thì đó cũng là vinh dự của tôi. Em lần này đi, khả năng em sống sót trở về đều là giao phó cho anh đấy. Làm như thế nào do anh quyết định đi. Quá ra đây là ý của em. Người ném bơm, kiểm tra thiết bị ném bơm lần nữa. Nhận được. Kiểm tra thiết bị ném bơm. Cô Khang, Hồng Ân, mấy anh là người của trưởng ban lục đúng không? Các anh cuối cùng cũng tới rồi. Khang Lãm Sam đâu? Họ nói phải đổi chỗ công bố. Người bên phía Bạch Phi đã tới một đám. Tôi một mình không đánh lại đâu. Bây giờ tốt rồi, cuối cùng các anh cũng tới rồi. Phải rồi, bọn họ đi về hướng dân chủ rồi. Đi qua đó xem thử. Mấy anh phải tranh thủ thời gian đấy. Cô Khang, tôi cần cô phối hợp với tôi diễn một vở kịch. Cô có thể tin tôi không? Tin được. Vậy được, Thiển Anh. Bây giờ em đi một chuyến tới xưởng in Thuận Đức Thành, bảo họ lấy số báo đặc biệt của Tân Tri Báo một tháng trước. Số đặc biệt. Mẹ biết rồi. Thiển Anh, cô đi ngay đi. Nhanh đi đi. Dân. Cô Khang, cảm ơn cô. Tôi hôm nay ở đây đại diện cho giáo sư Lan Vấn Dạc của khoa sử Đại học Phục Hoa phát biểu về tác phẩm nghiên cứu Ân Đại Lịch Pháp Khảo của ông ấy.
Dân quốc năm thứ 19, giáo sư Kim Chí Liệt và giáo sư Lăng Vấn Dạ của khoa lịch sử Đại học Phục Hoa đã tìm thấy một mảnh giáp cốt có khắc chữ ở tiểu đồn An Dương. Lăng tiên sinh, ông cứ nói thử xem. Ghi âm. Dừng. Còn nhớ lần anh đến buổi họp báo không? Khi đó anh đưa ra một nghi vấn với tôi. Lăng tiên sinh, tôi hỏi ông một câu hỏi cuối cùng. Ba chữ sinh xuất Tây này, tại sao không dùng giáp cốt văn mà phải khắc dấu gạch? Trên mảnh vỏ đinh giáp này, ba chữ tinh xuất Tây, tại sao không dùng giáp cốt văn mà dùng ba đường gạch? Câu hỏi của anh lúc đó đã cho tôi rất nhiều gợi ý. Sau lưng đó còn khắc ba đường mực đỏ. Giáo sư Lăng đã dịch nó là tinh xuất Tây, chúng tinh Tây hành. Mấy năm nay chúng tôi luôn cho rằng đây là một cơn mưa sao băng xảy ra vào đầu năm Võ Đinh Dương. Từ đó phán định tấm giáp cốt này có từ triều thương của Võ Đinh Dương. Đúng, Lão Châu, tôi đọc, anh chép, sau đó lập tức gửi bản thảo cùng lúc tới Thời báo New York, Bưu báo Washington, The Times, Răng Sôi, còn cả Vraja. Ba năm nay viết lại ân định lịch pháp khảo, tìm thấy số lượng lớn chữ tinh xuất Tây. Vậy nên trong lời quẻ bói mà mọi người công nhận, liệu có phải chưa chắc đã đúng? Bản dập ở khoa sử Phục Hoa không hề đầy đủ. Nếu như không nằm trong số bản dập này thì phải làm sao? Vậy nên chẳng phải mẹ con đã đi Trùng Khánh rồi sao? Cha đã xin viện ngự sử, xin sao lại toàn bộ bản dập giáp cốt văn, còn cả bản dập của vũ khí đồng một bản mang về đây. Tìm ra rồi. Tôi có được kết luận là giống dĩ nghĩa của tinh xuất Tây đúng là chúng tinh Tây hành, nhưng mà miếng vỏ đinh giáp này lại không hề có xuất thân từ thời Võ Đinh Dương. Nhưng chúng tinh Tây hành này không hề xảy ra trận mưa sao băng vào đầu năm Võ Đinh Dương như giáo sư Lăng dự định ban đầu, mà là ghi chép lại một cuộc dịch chuyển hào hùng trong lịch sử văn minh nhân loại. Sau cuộc nổi loạn cứu thế, Dương Triều Thương gặp đại nạn lũ lụt liên miên, cộng thêm rối loạn trong chính trị, dẫn tới dân chúng lầm than. Thế là Ban Canh quyết định dời đô. Điều này có ghi chép trong Thượng Thư Ban Canh. Ưng gián đại ngược, tiên dương bất hoài quyết du tác, thị dân lợi dụng thiên. Ý của nó là vua Ban Canh không còn lưu luyến quê hương trước đây, vì lợi ích của bách tính đã làm ra mệnh lệnh dời kinh đô này. Vua Ban Canh để tránh khỏi cảnh nguy khốn, hồi phục dân sinh, đã đánh bại thế lực phản đối lớn mạnh, cuối cùng đã từ Yểm tức Khúc Phụ Sơn Đông ngày nay đi qua Hoạt Hà dời đến Ân tức tiểu đồn An Dương ngày nay. Sự di chuyển lớn từ đông sang tây này, đó chính là chúng tinh Tây hành. Chính sự di chuyển này đã khiến Triều Thương tránh được lũ lụt và cuộc diện hỗn loạn của đấu tranh nội bộ, ổn định chế độ thống trị trung ương, tạo nền tảng cho sự hưng thịnh Võ Đinh, khiến cho Triều Thương đổ đát từ đây bắt đầu phục hưng. Trên miếng giáp cốt này, mặt chính, chữ viết xuất hiện trên miếng giáp cốt này thuộc về hai Dương Triều. Có một bộ phận đúng là xuất hiện vào thời Võ Đinh Dương, còn một bộ phận nữa xuất hiện vào thời vua Ban Canh sớm hơn nó 100 năm. Ban Canh khi đó đã dời đô, đã bối quẻ 3 lần, 2 lần đầu không lành. Nhưng vua Ban Canh vẫn khăng khăng bối quẻ 3 lần, có được kết quả là đại cát. Thế là hạ lệnh dời đô, kết hợp thêm với 3 chương Ban Canh trong cuốn Thượng Thư. Chúng ta đồng thời chứng minh lần 2, chứng minh lần dời đô này quả thực tính xác thực lịch sử cao. Mảnh giáp cốt khắc chữ được cho là Võ Đinh Giáp nguyên bản, còn có chuyên gia sử học, chuyên gia khảo cổ của nước ta khai thác từ hàng vạn mảnh giáp cốt khắc chữ, đồng thời đã chứng minh giáp cốt văn là hệ thống chữ viết hoàn thiện, có sớm nhất ở Trung Quốc cho tới nay. Nó không chỉ là khởi nguồn của Hán tự, mà còn là khởi đầu cho chính sử Trung Hoa. Mặt khác, triều Võ Đinh Dương, Võ Đinh Dương đã xem quẻ bối 3 lần. Ông ấy hỏi thánh thần có nên xuất đánh quân Khương nhiều lần phạm biên giới Ân Thương, hai lần đều là không tốt, lần thứ ba mới là đại cát. Thế là Võ Đinh Dương, hoàng hậu Phụ Hảo dẫn binh bình định biên giới.
ông ấy là muốn đổi lại sự yên bình cho Dương Triều Ân Thương. Trận chiến này đồng thời đã được ghi chép trong Tả Truyền và Sử Ký. Chúng ta đưa ra hai luận chứng song song, có được kết luận là trận chiến này là một chính sự đáng tin. Vua Bàn Canh trị vì 28 năm, thời gian là năm 1398 trước Công Nguyên đến năm 1371 trước Công Nguyên, sau đó là Tiểu Tân Dương 21 năm, Tiểu Ất Dương 10 năm, rồi tới Võ Đinh Dương dài đến 59 năm. Nhà Thương tổng cộng có 12 vị vua, thời gian trị vì tổng cộng 287 năm, thời gian Bàn Canh dự Tế Ân là 1350 trước Công Nguyên. Võ Dương phạt trụ vào khoảng 1075 trước Công Nguyên. Giáp quốc Giang Quy Hoàng đa số ăn khớp với những hiện vật dưới đất, càng có thể chứng minh cùng sử sách. Điều này đủ chứng minh lịch sử Dương Triều Ân chính là chính sử. Nói dối! Các người đang nói dối! Nghi ngờ lịch sử không đáng sợ. Mạnh Tử có nói: tin hết vào sách thì thà không có sách. Vậy nên là một người nghiên cứu lịch sử, thái độ của chúng tôi là trung thành với lịch sử, trung thành với sự thật. Tin truyền ra tin, nghi truyền ra nghi. Trên mảnh giáp khúc này ghi chép chữ viết của dân tộc chúng tôi, văn hóa của dân tộc chúng tôi và trí tuệ của tiên tộc chúng tôi. Không phải những lời nói dối của anh có thể phủ định được. Chữ viết Trung Quốc là loại chữ viết duy nhất trên thế giới cho tới nay chưa từng đứt quãng. Nó không chỉ ghi chép lịch sử của Trung Quốc chúng ta, mà cũng trở thành sợi dây tinh thần quan trọng nhất của Trung Quốc. Chữ viết được lưu truyền trong những cuốn sách cũ nát, sự kế thừa lịch sử hàng ngàn năm chưa từng đứt đoạn, cùng với văn mạch đã ngấm sâu vào mảnh đất và dòng máu của chúng ta, là danh tiếng của tiên tổ chúng ta, là sự kế thừa của nước ta dân ta. Tân Tri Báo, số đặc biệt, số đặc biệt. Mọi người xem thử đi, nào xem thử đi. Hội Bạc Long Nhật Bản muốn thay đổi khởi đầu của lịch sử Trung Quốc, dịch Trần Âm Mưu, mọi người đọc đi. Mời mọi người xem. Dân quốc năm thứ 9, Okayama Shidichi của Hội Bàn Long Nhật Bản muốn cướp lấy giáp quốc gian khắc chữ thời Ân. Dân quốc năm thứ 18 đến 30, thông qua buôn lậu lượng lớn gian vật An Dương mang ra khỏi Trung Quốc. Dân quốc năm 28, Nhật Bản muốn lấy đi Tư Hậu Mâu Đỉnh nhưng không thành công. Dân quốc năm 31 đến năm 32, quân đội Nhật đóng quân ở Hà Nam, lợi dụng gian phỉ địa phương cướp đi lượng lớn gian vật thời Ân. Sau đó thông qua cảng biển của xưởng luyện dầu Đại Liên Diễn Đông để vận chuyển sang Nhật Bản. Tôi mặc kệ nó là Võ Đinh Giáp hay là Bàn Canh Giáp, bây giờ giáp khúc gian ở trong tay tôi. Còn về hai người, tôi sẽ không để hai người sống sót trở về. Gửi điện báo. Dừng. Theo tin tình báo trước đây, đồng chí Hà Chí Sách trước 4 giờ rưỡi hôm nay sẽ dụ kẻ địch tới gần phòng thí nghiệm. May mà Trân Châu có sắp xếp. Hơn nữa, lúc ở Công Minh đã nói với tôi về kế hoạch thời gian rồi. Khi rời khỏi đại học Phục Hoa, cháu đã nói với cô Khang rồi. Hôm nay vào lúc thầy Lăng gặp Okayama thì bên phía họ vừa đúng thời cơ công bố ân định địch phát khẩu. Không thể công bố quá sớm, nếu không cha cháu và mọi người chúng ta đều sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Càng không thể quá trễ. Nếu như công bố sau Okayama thì công sức đổ sông đổ biển. Vậy nên cô Khang sẽ phát biểu vào lúc 6 giờ chiều ngày 21. Hải Đường đã nói một kế hoạch với tôi và Lãm Sam. Vì nguyện cứu triệu mà. Vậy nên bây giờ tôi đã an tâm rồi. Diễn dở giường không già trống. Cái gọi là văn minh qua hạ giống là một kết quả sai lầm. Nhị tự Trung Quốc giống chỉ là bột bèo vô căn cứ. Với sự phủ định triệt để đối với nghiên cứu của đại diện học giả lịch sử Lăng Vấn Nhạc, Càn Kiến Minh, ngay cả người xuất sắc nhất Trung Quốc cũng mất đi niềm tin đối với lịch sử Trung Quốc. Hơn nữa, bằng lòng nhượng lại quyền quản lý, chính trị, văn hóa, kinh tế cho nước Nhật Bản ưu tú hơn. Thế giới này không có chân tướng, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Tôi nắm quyền phát ngôn. Chuyện tôi nhắc lại 1000 lần chính là chân lý. Lịch sử mãi mãi do kẻ mạnh viết ra.
lập tức gửi bản thảo. Khởi đầu đáng tin của lịch sử Trung Quốc nằm ở đâu? Giáp Quốc Văn là hệ thống chữ viết hoàn chỉnh sớm nhất được phát hiện ở Trung Quốc cho đến nay, không chỉ là khởi nguồn của Hán tự mà còn là khởi nguồn của văn hóa Trung Hoa. Được, Lão Châu có vậy thôi. Gửi bản thảo cùng lúc nhé. Lão Châu, anh chờ chút. Trên lầu. Alo, Lão Châu, Lão Châu, còn có một mẫu tin ngắn, anh gửi chung luôn nhé. Tôi nói anh viết. Hội Bằng Long tổ chức đại diện Nhật Bản mua mỏ dầu riêng ở tỉnh An, sau đó giao cho ủy viên ủy ban hàng không quốc dân đảng, trưởng ban phòng huấn luyện chính trị, học viện sĩ quan không quân Lục Tử Nghi đo liệu thông qua việc cung cấp nhiên liệu kém chất lượng cho chiến trường trong nước, kiếm được lợi khổng lồ. Không những gây tổn hại to lớn cho chiến lược quân ta, mà còn trực tiếp dẫn tới hàng chục vụ tai nạn máy bay chiến đấu, bao gồm trận 09/28/4. Quân tử hữu củ tư, thị tư minh, thính tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư vấn, phẫn tư nạn, kiến đắc tư nghĩa. Hồng Ân, đọc tốt lắm. Cháu có biết ý nghĩa của củ tư không? Ý nói là phải tin tưởng vào lý trí con người, tự nhắc nhở bản thân nhiều hơn. Con người luôn có lúc phạm lỗi, nhưng mà không thể cam tâm để sai. Vậy nên dượng, nếu như cháu phạm lỗi sai, sửa đổi rồi thì vẫn là một người tốt như xưa, đúng không? Cháu nói xem. Đây không phải anh mà em từng quen biết. Đây không phải Thiên Hồng Ân. Anh hỏi em, có từng yêu anh chưa? Có. Nhưng người em yêu là Thiên Hồng Ân. Vẫn luôn nói với em về những hoài bão dân tộc đang ấp ủ, tuyệt đối không đầu hàng, tuyệt đối không chịu bị sỉ nhục. Thầy tới đây, thầy tới đây, thầy tới đây. Nào. Thầy, thầy gì mà thầy, đã 6 giờ rồi, nào dùng sức đi. B-25. Là B-25. Ở đâu vậy? Máy bay chiến đấu Du Gia Bá tới rồi, chỉ nghe tiếng chứ không thấy đâu. Gia Bá muốn ra tay tàn dưỡng. B-25 là máy bay ném bơm hạng trung, số đạn tối đa là 1,361.000 viên. Nếu như toàn lực ném bơm thì phòng thí nghiệm và ống thông gió đều bị phá hủy, không có ai có thể sống sót. Vậy phải làm sao? Bắt buộc phải ngăn anh ta ném bơm. Không có, không có thiết bị liên lạc, lấy gì ngăn? Xong rồi sao? B-25 thiết kế còn thiếu sót, còn một khoảng cách rất dài mới có thể vào được tuyến tấn công. Thầy, lập tức đổ dầu cho máy bay Tây Sơn. Bay được là được, bay được, bay được. Nào. Ninh Kiều à, xảy ra chuyện gì rồi? Đội trưởng đã tín hiệu, ngăn chặn máy bay ném bơm. Dừng ném bơm. Hai một hai bảy gọi, 2127 lập tức tới địa điểm mục tiêu. Đài quan sát, gọi đài quan sát.
vô tướng điện hỏng rồi. Gần đây có thị trường mạnh gây nhiễu. Hạ thấp độ cao đến 500m. Nhận được. Hạ thấp độ cao đến 500m. Máy bay Tây Sơn xin cất cánh. Có thể bay 15 phút đấy. Đi đi. Đi đi. Cẩn thận chút. Báo cáo. Đây là tin tức quan trọng vừa nhận được. Tin tức quan trọng gì? Còn có tin gì quan trọng hơn công bố võ đinh giáp trước toàn thế giới chứ? Ngày Okayama. Bây giờ đã là 6:05 rồi. Chúng ta bắt buộc phải tới quốc lộ Hồng Thành trước 7 giờ để tụ hợp với đại quân. Anh nhanh xử lý việc ở đây đi. Tôi đọc cho anh nghe điện báo một lượt. Hải Đường, thầy Lăng, bây giờ vì lấy dầu trên đường vẫn cần chút thời gian. Tôi dự tính tầm 6 giờ chiều dầu có thể đưa lên máy bay chiến đấu. 6:10 tôi lái máy bay cất cánh, dùng còi cảnh báo bay xung quanh, thu hút sự chú ý của kẻ địch trong phòng. Thời gian giữ chân kẻ địch khoảng 2 phút. 2 phút này, Đông Lai, Trân Châu nghĩ cách dụ kẻ địch trong phòng ra. Sau đó tôi sẽ bay khỏi, chờ cơ hội đếm bơm. Thầy Tăng, tới nơi ẩn náu chỉ định. Niệm Kiều, cậu dẫn thầy Mạnh tới địa điểm chỉ định an toàn. Hải Đường, thầy Tăng, bắt buộc phải nhanh chóng trốn vào hang dưới đất. Nhớ kỹ rồi chứ? Mọi người đều rõ vị trí an toàn của mình rồi chứ? Mời lần lượt nhắc lại lần nữa. Chờ đã. Tôi có một câu hỏi. Người thầy Lăng và Hải Đường đối mặt không phải là Tư Mã Ý, mà là tên Okayama CDG điên rồ và nhóm cơ động được huấn luyện tinh nhuệ của sư đoàn 56 Nhật Bản. Vừa rồi anh nói thực hiện đếm bơm đúng thời gian, vậy làm sao anh chắc chắn được thầy Lăng và Hải Đường đã bình an xuống căn phòng dưới đất hoặc khu vực an toàn? Nếu như họ vẫn chưa vào được khu vực an toàn, hơn nữa còn để lộ ra bên ngoài, thì anh còn thực hiện đếm bơm không? Cá nhân tôi nghĩ thế này, lấy đại cục làm trọng, tính mạng của tôi không đáng tiếc. Đại cục làm trọng. Trương Khải, thời gian đến thì cứ thực hiện kế hoạch. Đúng 6:00 chiều, thông tấn xã quốc gia Anh Quốc đưa tin nhanh. Đại học vượt qua đã công bố với toàn thế giới tác phẩm Ân Đại Lịch Pháp Khảo của Lăng Dấn Nhạc, tìm ra khởi nguồn lịch sử đáng tin cho Trung Quốc. Không thể nào. Đây là tình báo giả. Không thể nào. Đây chắc chắn là tình báo giả. Đây là tình báo giả. Tình báo giả. Đây là tình báo giả. Tới rồi, nhanh nắp đi. Hai một hai bảy đã vào đường tấn công. Đếm ngược 2 phút. Người ném bơm chuẩn bị ném bơm. Chuẩn bị hoàn tất. Có thể ném bơm. Trái 1 độ. Là máy bay ném bơm B-25 bay tới đây rồi. B-25 tập kích Doolittle. Chúng ta gặp mai phục rồi. Nhanh phá dùng dây. Nhanh phá dùng dây. Nhanh, bác Lăng. Nhanh.
để bắt. Võ Đình Giáp, cháu đi tìm Võ Đình Giáp. Hạ xuống trước đi, chờ đã hãy được. Cái này đều không quan trọng, quyền thủ là nhờ người không phải vậy. Nhanh, nhanh xuống trước đi. Cô Linh Vấn Tỉa, đừng qua đây. Châm lửa. Trái mục độ, duy trì độ cao. Điều kiện ném bơm tốt. Thời gian đếm ngược 60 giây. Cao Lâm, Cao Lâm, Cao Lâm, Cao Lâm. Đừng qua đây, đừng qua đây. Trên núi có bắn tỉa, đưa bật lửa cho bác. Bác Mạnh, đừng đi. Bác không được đi. Bác Mạnh, đừng đi. Bác Mạnh, cẩn thận. Người Trung Quốc gian xảo. Kho đạn mở, chuẩn bị ném bơm, chờ mệnh lệnh. Người ném bơm. Là một phi công, bắt buộc luôn phải theo dõi tất cả các thông tin hữu ích. Ánh lửa, luồng chớp, khói đều có thể là tín hiệu, đều có thể là thông tin quan trọng mà người khác muốn truyền đạt cho chúng ta. Chút ném bơm này không dễ để ấn vào đâu. Phía dưới luôn là cha mẹ, anh chị em, người già. Phụ nữ và trẻ em. Có tín hiệu ngăn cản, tạm ngưng ném bơm. 2127 gọi cảnh sát. Phát hiện tín hiệu khối là tín hiệu giao ước của trung đội hàm quan để ngăn ném bơm. Xin đại quan sát thu hồi lệnh ném bơm. Đài quan sát, gọi đài quan sát. Không liên hệ được phía Vũ Gia Bá thì bắt buộc phải thực hiện mệnh lệnh ném bơm. Người ném bơm, chuẩn bị ném bơm. Chờ đã, hình như tôi đã nghe thấy tiếng của máy bay Tây Sơn.
Đội trưởng, là đội trưởng. Đội trưởng, cậu chắc chắn hiểu được mệnh lệnh của tôi. Đừng để quên. Đội trưởng nói gì vậy? Không nghe thấy.